EU dự tính cung cấp 21 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine bất chấp phủ quyết của Hungary. Quân đội Nga tiến công thần tốc tại Africa. Tổ hợp mệnh xanh sát thủ UAV của Nga bị máy bay không người lái Ukraine hạ gục. Chiến thuật kỳ diệu giúp Nga đánh bại hỏa thần HIMARS của Kiev. EU hiện được cho là đang xem xét khả năng cung cấp thêm 21 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, mà số Hungary đã nhiều lần phản đối. Theo thông tin từ tạp chí Phố Quân, cơ quan hành động đối ngoại châu Âu EEAS đang soạn thảo một kế hoạch mới nhằm hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cho phép các thành viên EU bỏ qua quyết định phủ quyết của Hungary đối với viện trợ của khối đối với Kiev theo kế hoạch đang được đề xuất, các thành viên EU sẽ cung cấp hơn 20 tỷ euro, tương đương 21,8 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine trong vòng 4 năm tới. Bên cạnh đó, EEAS đang đề xuất việc thiết lập một quỹ quân sự dành riêng cho Ukraine, bao gồm khoảng 6,5 tỷ euro, tương đương 7 tỷ đô la Mỹ từ tài sản của Quỹ Hòa bình Châu Âu (EPF) ngoài ngân sách và cung cấp mức hỗ trợ lên đến 5 tỷ euro, tương đương 5,4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ năm 2024 đến năm 2027. Hồi giữa tháng 12, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tuyên bố rằng nước này sẽ phủ quyết kế hoạch mở rộng ngân sách năm 2024-2027 của EU, trong đó có 50 tỷ euro tương đương 54,5 tỷ đô la Mỹ được dành để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Thủ tướng Viktor Orbán cho biết, EU hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ Ukraine tài chính. Theo ông, chính phủ Hungary mong muốn tìm kiếm giải pháp làm hài lòng tất cả các bên Tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Bruxelles, ông cũng đề xuất rằng các đối tác châu Âu cần giải quyết các vấn đề hỗ trợ cho Ukraine mà không dựa vào ngân sách EU. Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michael, sau đó chia sẻ hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của EU sẽ đồng thuận với việc cung cấp viện trợ tài chính cho Ukraine vào đầu năm 2024. Hội nghị thượng đỉnh bất thường của EU dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 2 năm sau. Tại đó, EU sẽ thảo luận về viện trợ tài chính dài hạn cho Ukraine. EU hiện đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận với mức hỗ trợ quân sự lên đến 20 tỷ euro cho Ukraine, đồng thời dự định bổ sung thêm 50 tỷ euro vào ngân sách EU để cung cấp hỗ trợ tài chính vĩ mô cho kỳ ép trong vòng 4 năm tới. Tuy nhiên, kế hoạch này đang đối mặt với sự phản đối từ một số quốc gia thành viên, chủ yếu là từ Hungary. Xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn kéo dài và trở thành một cuộc chiến tiêu hao, gây mệt mỏi trong tâm lý hỗ trợ từ Mỹ và các quốc gia phương Tây đối với Kiev. Slovakia đã thông báo quyết định ngừng viện trợ cho Ukraine, trong khi Mỹ và đồng minh ở phương Tây tiếp tục tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Ukraine, thì hiện không có gì đảm bảo rằng năm nay quốc gia Đông Âu này sẽ được phương Tây hỗ trợ giống như năm 2022 và năm 2023. Mặc dù có nhiều đề xuất về giải quyết hòa bình cho xung đột giữa Nga và Ukraine, nhưng chúng vẫn chưa mang lại kết quả do sự khác biệt về quan điểm giữa hai bên. Phương Tây liên tục cung cấp vũ khí cho Ukraine trong mối quan hệ đối đầu với Nga. Tuy nhiên, Moscow lại đánh giá cao rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine làm cho mọi đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Chỉ sau một ngày, bản đồ chiến sự ở ADFK đã thay đổi đột ngột với sự tiến triển đáng kể của lực lượng vũ trang Nga tại phía tây nam thành phố này. Báo cáo của các nhà theo dõi chiến sự và những chiến binh địa phương ở AFDFK đã cho thấy những thông tin đáng báo động về tình hình gia tăng hoạt động trong các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine tại AFDFK, một thành phố đang phải đối mặt với sự tiến công của lực lượng vũ trang Nga từ ba hướng. Ngay cả nhà báo Yuri Butusov cũng đã chỉ trích bộ chỉ huy Ukraine dưới sự lãnh đạo của ông Zelensky, cho rằng họ phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về quân tiếp viện và sự thất bại sắp xảy ra của nhóm quân phòng thủ Ukraine ở mặt trận này. Theo thông tin từ giới truyền thông Ukraine, trong ngày 21 tháng 1, Tình hình ở AFDFK đang diễn ra một cách nguy cấp khi quân đội Nga đang tiến triển mạnh mẽ ở phía Nam và Tây Nam, từ từ bao vây AFDFK, biến thành phố này thành một nồi hầm đúng nghĩa. Quân đội Nga đã kiểm soát được nhiều ngôi làng ở ngoại ô phía Tây Nam của AFDFK một cách dễ dàng, gần như không gặp phản kháng nào từ lực lượng Ukraine do họ đã kiệt sức. Một số nhóm binh sĩ Nga đã tiến vào các đường Chebnysebsky, Spotyevnaya và khu vực khu phức hợp Sakaya-Okhota ở phía Tây Nam thành phố AFDFK mà không cần đến cuộc tấn công quy mô lớn đơn giản chỉ tiến vào vì quân đội Ukraine không đủ người và phương tiện kỹ thuật để kiểm soát tất cả các cuộc tấn công và đột nhập của quân đội Nga. Ngày 21 tháng 1, bộ binh của lực lượng vũ trang Nga đã triển khai thế trận dọc theo các đường Chernyshevsky, Spotivnaya và trong khu vực khu phức hợp Tsakaya Okhota ở phía tây nam thành phố, sẵn sàng cho cuộc tấn công làm chật lại nút thắt phía tây. Trong vòng một ngày, quân đội Nga đã kiểm soát một khu vực rộng khoảng 1,5 km và sâu tới 700 m, đồng thời bắt đầu củng cố vị trí các nguồn giám sát của Ukraine tại Afdiivka trong vùng xám này cũng phải thừa nhận bước đột phá của Nga đã xảy ra. Lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát một số chiến hào gần khu vực nhà gỗ và tuyến đường sắt dẫn đến khu vực Tsakaya Okhota. Lực lượng vũ trang Ukraine đã buộc phải rút lui về những tòa nhà đầu tiên trong khu đô thị nhiều tầng ngoại ô Afdiivka. Nga đã triển khai tổ hợp tác chiến điện tử Silok ra tiền tuyến nhằm ngăn chặn UAV của Ukraine. Tuy nhiên, lại bị Kiev đáp trả bằng cách sử dụng máy bay không người lái để phá hủy Lực lượng Nga tại Ukraine đã triển khai tổ hợp gây nhiễu vô tuyến Silok để cắt đứt tín hiệu giữa máy bay không người lái của Ukraine và quân nhân điều khiển chúng. Tuy nhiên, Ukraine đã thành công trong việc phá hủy một số tổ hợp Silok bằng chính UAV. Trong một trường hợp gần đây, một UAV bốn cánh Mavic của đơn vị Aerobomber của Ukraine đã ném bom bằng lựu đạn vào một chiếc Silok gắn trên giá ba chân khiến nó bị phá hủy. Mặc dù Nga được coi là một cường quốc tác chế điện tử hàng đầu thế giới, khi các tổ hợp do Moscow triển khai gây không ít thiệt hại cho đối phương, Chúng có thể dò tín hiệu, gây nhiễu, cắt đứt liên lạc, làm gián đoạn hoạt động của Ukraine, nhưng Silop của họ dường như không đạt được ấn tượng như những gì họ tuyên bố. Silop có khả năng tự động phát hiện và gây nhiễu các liên kết vô tuyến của máy bay không người lái trong phạm vi lên đến 4 km. Để tăng khả năng phòng thủ tĩnh, nó có thể được đặt trên một giá ba chân hoặc di chuyển trên một chiếc xe tải. Nga đã nhận chiếc Silop đầu tiên vào năm 2018 và đã thực hiện các hoạt động diễn tập huy động khí tài tại khu vực Orenburg trong cùng năm. Dựa vào thông tin từ phía Nga, chiếc xí lốc tham gia cuộc tập trận ở Orenburg đã đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi một đợt tấn công giả định của 10 máy bay không người lái vào một sở chỉ huy. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ chính xác vì sao xí lốc không đạt được hiệu suất cao trong nhiệm vụ gây nhiễu máy bay không người lái tại Ukraine. Fox nhận định, binh sĩ điều khiển UAV của Ukraine đã sử dụng chiến thuật thay đổi tần số vô tuyến một cách thường xuyên để đánh lừa xí lốc. Một giả thuyết khác là xí lốc có thể thiếu độ nhạy cần thiết để đối mặt với mối đe dọa đang lao tới. Điều đáng chú ý, vào năm 2022, Ukraine đã tịch thu một tổ hợp silo nguyên vẹn từ Nga. Họ có thể đang nghiên cứu chi tiết để xác định điểm yếu trong khí tài của Nga và tìm cách đối phó. Lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường Ukraine vào tháng 6 năm 2022, hệ thống HIMARS M142 thực sự trở thành hung thần đối với Nga, tuy nhiên cuối cùng Moscow dường như đã phát triển một chiến thuật hiệu quả để phá hủy chúng. Cuối năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy 3 bệ phóng tên lửa nhiều nòng gần Selidovo ở Donetsk và Glubokoze thuộc vùng Kharkov, trong đó có 2 Hima và 1 under Tiếp theo vào ngày 1 tháng 1, kênh Military Informant TC đăng một đoạn video được cho là một xe bệ phóng Hima bị tấn công bởi tên lửa chế đạn trùm gần Konstantinovka ngay sau khi vừa khai hỏa. Mặc dù bệ phóng Hima được cho là đã bị phá hủy, tuy nhiên bằng chứng video cho thấy các cuộc tấn công của đạn con xung quanh bị phóng Hima chưa thực sự thuyết phục. Tuy nhiên, điều đó gián tiếp cho thấy rằng Nga đã có khả năng tấn công Hima trước khi chúng kịp rút hoàn toàn khỏi khu vực phóng. Đây là một thành tiệu quan trọng. Hệ thống pháo phản lực tên lửa Hima được thiết kế tối ưu cho chiến thuật bắn và chạy nên xe sử dụng bánh hơi. Về khả năng hỏa lực, Hima trang bị một thùng chứa 6 ống phóng tên lửa GMLRS, tên lửa phóng loạt có dẫn đường hoặc không dẫn đường theo kiểu mô đun có tầm bắn tối đa khoảng 80 km. Ngoài ra, có thể thay thế bằng hai tên lửa tấn công chiến thuật lục quân ATAC. Tên lửa M31 được dẫn đường theo kiểu quan tính và điều chỉnh sai số bằng vệ tinh, do đó đạt độ chính xác rất cao. Nếu được triển khai tại vị trí an toàn cách chiến tuyến 40 km, nó có thể tấn công các mục tiêu giá trị ở khoảng cách 40 km phía sau chiến tuyến của đối phương. Với tầm bắn đáng kể như vậy, trận địa bắn của Hima vượt xa tầm với của hầu hết các UAV cam tử và nhiều loại tên lửa phóng loạt của đối phương. Thời gian cần thiết để phóng tất cả số tên lửa Hima rất ngắn, và mô đun ống phóng có thể điều chỉnh tùy thuộc vào loại tên lửa được sử dụng có thể khẳng định rằng thời gian cần thiết để đối phương phóng tên lửa và hoặc uav cảm tử sẽ lâu hơn nhiều lần so với thời gian bay của tên lửa gmlrs đến mục tiêu với phương pháp phản pháo truyền thống khi hima phóng đạn radar trinh sát phát hiện và tính toán quỹ đạo tên lửa sau đó chuyển tọa độ của hima về tổ hợp pháo phản lực hoặc bệ phóng tên lửa để phá hủy mục tiêu tuy nhiên tại thời điểm này đội hima đã thực hiện cơ động và di chuyển ra xa như vậy, nếu lợi thế nghiêng về Hima sẽ khiến Nga rất khó phản công. Hima bằng thủ đoạn hậu tấn công truyền thống. Hệ thống phóng tên lửa đa nòng Tornado S của Nga có khả năng phóng tên lửa cỡ 300 mm, được dẫn đường bằng vệ tinh và tên lửa dẫn đường quan tính, trang bị đầu đạn đơn hoặc chùm có tầm bắn hơn 100 km. Tuy nhiên, với phương pháp phản pháo truyền thống, trước khi tên lửa Tornado S tới mục tiêu, Hima đã kịp thời di chuyển đến nơi an toàn. Một video đăng trên Military Informant TC lại cho thấy, có vẻ như tên lửa Tornado S đã được phóng trước khi Hima khai hòa, làm rút ngắn thời gian phản ứng và cắt đứt đường rút lui của đối phương. Trong tình huống này, câu hỏi nảy sinh là người Nga đã làm thế nào để tính toán trận địa của Hima một cách chính xác thông qua cách vẽ đường đi của tên lửa mà không cần sử dụng radar định vị vũ khí. Sự xuất hiện của tên lửa GMLRS có khả năng bị hệ thống trinh sát của Nga phát hiện và truyền tới giàn phóng tên lửa Tornado S toàn độ mục tiêu ngay lập tức. Nếu hiện tại Nga đã thành công trong việc kiểm soát các phương tiện phát hiện chùm tên lửa GMLRS, thì tác động đối với tiến trình của các hoạt động quân sự của họ tại Ukraine trong tương lai sẽ là rất đáng kể. Quân đội Nga đã triển khai nhiều hệ thống trên không có khả năng phát hiện các vụ phóng tên lửa của HIMA và cung cấp thông tin cho các hệ thống hỏa lực phản pháo trên mặt đất. Các hệ thống này bao gồm máy bay trinh sát Tu-214R, UAV trinh sát tầm trung Orion và chùm vệ tinh EKS coupon Máy bay Tu-214R được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ trinh sát điện tử và quang học nó trang bị radar AESA phù hợp và hệ thống quang điện có độ phân giải cao, giúp phát hiện các mục tiêu mặt đất. Hệ thống quang điện của nó được cho là có khả năng xác định mục tiêu một cách chính xác theo thời gian thực. Máy bay Tu-214R đã tham gia vào các hoạt động quân sự vào tháng 9 năm 2022 trong khuôn khổ hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Hiện tại, không quân Nga sở hữu hai máy bay thuộc loại này. UAV trinh sát Orion Main của Nga là một phương tiện trinh sát với khả năng quang học và radar mạnh mẽ trong khi đó quân đội Nga có đủ số lượng UAV này để cung cấp khả năng giám sát tiền tuyến 24 trên 7 sâu vào lãnh thổ Ukraine, đồng thời vẫn ở ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng không Ukraine. UAV Orion có khả năng hoạt động liên tục trong 24 giờ và độ cao hành trình khoảng 6 m Cuối cùng, hệ thống cảnh báo phóng tên lửa đạn đạo ESK Kupol Dome của Nga có thể có khả năng phát hiện trường tên lửa GMLRS khi được phóng. Hệ thống Kupol hiện có 6 vệ tinh Tundra được trang bị cảm biến IRS có độ nhạy cao trên quỹ đạo Moniza có hình ellipse. Dự kiến tròm vệ tinh này sẽ được bổ sung thêm 3 đến 4 vệ tinh, có thể duy trì giám sát liên tục trong 24 giờ đối với các vụ phóng tên lửa, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tấn công phản pháo nhanh. Hiện vẫn chưa rõ cách Nga phát hiện vụ phóng GMLRS của HIMA. Tuy nhiên, điều rõ ràng Nga có khả năng phát hiện những vụ phóng như vậy chính xác hơn so với việc sử dụng phương pháp trinh sát bằng radar truyền thống và khả năng này có thể được cải thiện theo thời gian. Tuy nhiên, rõ ràng từ video phản pháo được cho là chưa thực sự thuyết phục của Nga cho thấy, họ vẫn còn những thách thức trong việc chế áp các hệ thống HIMA. Quan trọng nhất là độ chính xác của hỏa lực phản pháo có hạn. Sự kết hợp giữa định vị vệ tinh và dẫn đường quan tính chỉ có thể mang lại độ chính xác cao nhất là 10 mét, không đủ để phá hủy HIMA một cách đáng tin cậy. Ngay cả việc sử dụng đầu đạn trùm trên tên lửa cũng không đảm bảo khả năng hủy diệt, do đó việc phá hủy các hệ thống HIMA vẫn là nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, mức đe dọa gia tăng từ vũ khí của Nga đối với các hệ thống HIMA khiến cho việc triển khai những hệ thống này lùi sâu về phía sau tuyến phòng thủ của Ukraine đủ để hạn chế việc sử dụng chúng. Nếu thông tin về việc hai bệ phóng HIMA của Ukraine bị phá hủy là chính xác, có thể đây là một cảnh báo khác về tình hình khó khăn ngày càng tăng cho Ukraine trong năm 2024. Ngày 22 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần đến khu vực Tây Phi, nơi bối cảnh an ninh đang trở đến nguy hiểm, đặc biệt là tại khu vực Sahel. Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông tới Nam sa mạc Sahara trong khoảng 10 tháng qua. Dự kiến trong chuyến công du này, ông Blinken sẽ thăm các nước bao gồm bờ biển Nga, Nigeria và Angola. Lần gần đây nhất, ông Blinken thăm khu vực này là vào tháng 3 năm 2023 theo trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề về châu Phi, Motley Phi. Mục đích của chuyến thăm Tây Phi của Ngoại trưởng Antony Blinken là hỗ trợ toàn diện các quốc gia trong khu vực, củng cố xã hội và ngăn chặn sự mở rộng của mối đe dọa khủng bố tại khu vực Sahel. Trong chuyến thăm của mình, Ngoại trưởng Blinken dự kiến sẽ kêu gọi các nước Tây Phi ưu tiên bảo đảm an toàn cho dân thường trong các hoạt động quân sự, đồng thời thúc đẩy phát triển cộng đồng, đặc biệt là những nhóm cư dân dễ bị tổn thương. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh an ninh tại khu vực Sahel ngày càng bất ổn với sự gia tăng hoạt động của nhóm khủng bố và tình hình chính trị không ổn tại nhiều quốc gia. Ông Trump đang xem xét bốn ứng viên cho vị trí phó tổng thống, trong đó nổi bật có hạ nghị sĩ Stephanie và thượng nghị sĩ Scott. Ngày 20 tháng 1, cựu tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố liên quan đến quá trình chọn ứng viên phó tổng thống sẽ tham gia cuộc bầu cử cùng ông. Ông cho biết là một người rất xuất sắc, rất chuẩn mực. Mọi người sẽ không bất ngờ với lựa chọn này, nhưng tôi nghĩ cơ hội của người đó là khoảng 25%. Dù ông Trump chưa đề cập đến cái tên nào cụ thể, nhưng có những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong giới bình luận và báo chí Mỹ, bao gồm hạ nghị sĩ Alice Stefanik, thượng nghị sĩ Tim Scott, thượng nghị sĩ Lindsay Graham, thống đốc bang Dakota Christine Noem, cựu ứng viên thống đốc bang Arizona Lake, cựu thống đốc bang Nam Carolina Harry McMaster, cựu bộ trưởng phát triển đô thị và nhà ở Ben Carson, Thống đốc Bắc Dakota, Borgum và cựu ứng viên tổng thống Vivek Ramaswamy. Các nhà quan sát cho rằng tuyên bố của Trump cho thấy ông đang xem xét 4 ứng viên cho vị trí phó tướng của mình và có vẻ như ông muốn quá trình lựa chọn này sẽ ra công khai. Câu hỏi về vị trí phó tướng của Trump ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt sau chiến thắng áp đảo của ông tại vòng sơ bộ ở Đảng Iowa. Trong cuộc phỏng vấn trên Fox vào ngày 20 tháng 1, ông Trump đã đề cập đến các thượng nghị sĩ Scott Graham và cựu thống đốc Max Master. Ông cũng đã công khai tán dương Stefanik, một trong những nghị sĩ đầu tiên ủng hộ ông trong cuộc bầu cử và cũng hỗ trợ những cáo buộc về sát lợi bầu cử năm 2020 của cựu tổng thống. Ngày 20 tháng 1, trong bài phát biểu tại văn phòng chiến dịch tranh cử của Trump ở New Hampshire, nghị sĩ Stefanik cho sẻ, cả năm qua tôi đã nói rằng sẽ rất vinh dự được làm việc trong chính quyền Trump dưới bất kỳ cương vị nào. Ngay sau đó, bà nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người ủng hộ với tiếng hô phó tổng thống. Tuy nhiên, đại diện cho một bang truyền thống ủng hộ đảng Dân Chủ, bà Stefanik đối mặt với thách thức khi ông Trump có ít khả năng giành chiến thắng ở đó. Thống đốc Noem vướng bê bối vì cáo buộc ngoại tình với cựu cố vấn của Trump, ông Corey Lewandowski. Ông Trump không giấu giếm sự hiếm khích với cựu ứng viên tổng thống Jamal kêu gọi những người ủng hộ ông không bỏ phiếu cho Jamal Ông nhấn mạnh rằng Shomagwami không cùng cơ hội cùng thuyền chỉ vài ngày trước khi cuộc họp kín ở Iowa. Trong chiến dịch tranh cử thống đốc ở bang Arizona, Karilek đặt trọng tâm vào việc chỉ trích những cáo buộc sát lật bầu cử của ông Trump. Thống đốc Florida, John DeSantis và các cựu đồng minh của ông liên tục đề cập đến cựu thống đốc Nam Carolina Nikki Haley và khẳng định rằng bà muốn đảm nhận vị trí phó tướng cho ông Trump. Tuy nhiên, cả bà Nikki Haley và cựu tổng thống đều công khai phủ nhận khả năng này. Trong một diễn biến mới, DeSantis thông báo ngừng tranh cử vào ngày 21 tháng 1. Cựu phó tổng thống Mike Pence, người rút lui khỏi cuộc đua tổng thống vào tháng 10 năm ngoái, đang trải qua mối quan hệ căng thẳng với ông Trump. Sự sạn nứt này xuất phát từ yêu cầu của cựu tổng thống khi ông yêu cầu Pence không chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Pence khẳng định ông Trump đã đặt ông trong tình huống phải chọn giữa ông ấy và hiến pháp. Ông Trump phản đối cáo buộc này, tuyên bố rằng Pence đang hoang tưởng. Khi được hỏi về thượng nghị sĩ Scott, người đã rút lui khỏi cuộc đua sơ bộ của Đảng Cộng Hòa vào tháng 11 năm trước và gần đây đã chuyển sang ủng hộ Trump, thì ông Trump đã miêu tả ông là người tuyệt vời. Ông cũng ca ngợi những ứng viên tiềm năng khác trong cuộc đua. Gần đây, ông Trump đã tập trung nhiều vào việc thảo luận về việc chọn người sẽ làm phó tướng của ông. Có vẻ như ông muốn thu hút sự ủng hộ từ các ứng viên khác trong Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng quyết định này sẽ không được đưa ra trong vài tháng tới. Ông Trump nói, không có gì phải vội, việc chọn phó tướng bây giờ sẽ không có bất kỳ tác động nào tới cuộc bầu cử. Ngày 23 tháng 1, bang New Hampshire sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa. Ông Trump đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử này với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 49% so với 34% của bà Haley. Ngày 21 tháng 1, chỉ 4 ngày trước khi Hội đồng Hiến pháp của Pháp ký quyết định ban hành luật nhập cư, một liên minh của những người phản đối luật này đã tổ chức biểu tình phản đối quyết định này. Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 75.000 người tổ chức công đoàn CGT Pháp, ước lượng là khoảng 150.000 người, đã tham gia vào các cuộc biểu tình toàn quốc theo lời kêu gọi của liên minh này, bao gồm có hơn 200 cá nhân đến từ mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là nghệ sĩ và lãnh đạo của các tổ chức công đoàn CFDT và CGT. Mục tiêu của cuộc biểu tình là tạo áp lực lên cơ quan hành pháp để ngăn chặn việc ban hành luật nhập cư, quyết định mà Quốc hội Pháp đã tiến hành bỏ phiếu giữa tháng 12 năm 2023. Sau cuộc biểu tình ngày 14 tháng 1, khi hàng nghìn người tham gia theo lời kêu gọi của các hiệp hội bảo vệ người nhập cư, hơn 160 cuộc tuần hành trên khắp nước Pháp đã được lên kế hoạch vào ngày 21 tháng 1, đặc biệt là tại thủ đô Paris. Một số nhà lãnh đạo chính trị như Manon Abri, Đảng LFI, Marine Tondelier ELV, Olivier Faure PS và Fabien Roussel PCS cũng tham gia cuộc biểu tình. Sáng ngày 21 tháng 1, hàng trăm cuộc biểu tình đã diễn ra tại các thành phố trên khắp nước Pháp. Để biểu tình đặt ra yêu cầu về sự thống nhất và đoàn kết, đồng thời kêu gọi tổng thống Emmanuel Macron không ban hành luật nhập cư theo liên minh những người kêu gọi biểu tình luật nhập cư mới đã được điều chỉnh theo ý kiến của những người mang tư tưởng hận thù cá nhân mang đậm màu sắc tư tưởng phe cực hữu văn bản này chứa đựng nhiều biện pháp gây tranh cãi bao gồm cả việc thắt chặt khả năng tiếp cận phúc lợi xã hội thiết lập hạn ngạch di cư và khôi phục việc trừng phạt đối với tội cư trú bất hợp pháp Ngoài các tổ chức công đoàn, hơn 300 nhà bảo vệ môi trường và phe cánh tả cũng đã kêu gọi tiếp tục biểu tình để phản đối việc ban hành luật như đã nêu trên. Những người tham gia biểu tình tin rằng dư luận sẽ không ủng hộ những kẻ phân biệt chủng tộc và phe phát xít. Ngày 19 tháng 12 năm 2023, Hạ viện Pháp vừa thông qua dự luật nhập cư từng gây tranh cãi, đánh dấu chiến thắng chính trị cho Tổng thống Emmanuel Macron. Dự luật này là sự thỏa hiệp giữa đảng của ông Macron và phe đối lập bảo thủ theo reuters dự luật mới nhằm thắt chặt quy định đối với người nhập cư nhưng cũng hỗ trợ những người làm việc trong lĩnh vực thiếu lao động để dễ dàng xin giấy phép cư trú tuy nhiên nó cũng tăng cường quy trình trục xuất người di cư bất hợp pháp thỏa thuận đã chỉ khoán việc tiếp cận trợ cấp nhà ở của người di cư ngoài eu thất nghiệp trong 5 năm và đặt ra hạn ngạch di cư ngoài ra những người mang hai quốc tịch có thể mất quốc tịch pháp nếu bị kết án về tội nghiêm trọng chống lại cảnh sát Động thái mới nhất của đất nước chú gà trống Gola diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu cũng đang thúc đẩy chính sách nhập cư cứng rắn để đối phó với dòng người di cư tăng đột biến.